Giải nghĩa từ chuyên ngành với eJoy AI Explain chỉ trong vòng 1 giây, bạn đã thử chưa? Đọc tài liệu chuyên ngành thường gặp từ rất khó và đọc từ chẳng hề hiểu nghĩa, đọc nghĩa từ chẳng thể hiểu nghĩa câu, lên từ điển tra chỉ được một từ, còn cả câu thì không thể tra được. Ví dụ, mình tra từ utterance, nghĩa là lời nói, tuy nhiên, trong đoạn này mình đã không thể hiểu được nghĩa của từ là sao. Thật may vì mình đã có eJoy AI Explain, công cụ duy nhất tích hợp AI giúp giải nghĩa từ hiệu quả và chính xác. Với eJoy AI Explain, rào cản ngôn ngữ đã không còn và có thể tra được bất cứ từ hay câu nào. Với các thao tác đơn giản như mở web, tải file tài liệu lên, bôi đen và tra từ, mình có thể tra được một từ. Ví dụ, mình tra từ utterance và AI sẽ giải thích sát nghĩa và dễ hiểu hơn so với các từ điển khác. Hay mình có thể tra cả câu dài và giải nghĩa với AI Explain. Nhờ đó mình có thể nắm được cả câu đang muốn truyền tải điều gì, từ đó nắm được thông tin dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy dùng thử tính năng của eJoy AI Explain và cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé.